Còn một cái nữa mà tôi thấy là tôi không tin. Những chi tiết tôi không tin. Thí dụ nói là Hồ Chí Minh là người rất thạo tiếng hẹ. Tiếng hẹ tức là tiếng khách ra đấy. Nó là một thứ tiếng của một dân tộc thiểu số. Và ngay cả cái tiếng tiếng của dân tộc đa số ông còn chẳng biết nữa là. Thí dụ như là ông ấy gặp um, tiêu hán, à, tiêu văn với lư hán, hay là chu phúc thành, thì ông ấy đều phải bút đam. ông có nói được tiếng 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 uh, quan thoại mà ta gọi là bảy chi hoa đó thì ông có nói được đâu. khi nào mà ông ấy muốn gặp để mà có nói chuyện dài dờ dài hơi đấy thì thí dụ như thế thì ông phải đưa ông thụy tàu là ông Nguyễn Đức Thụy đi đi dịch hoặc ông Phạm Văn Khoa là hai người biết tiếng Trung Quốc tốt thì cả hai người đó tôi đều biết mà nhân tiện nói để, để ông Phương có thể là tìm hiểu một cái hậu duệ của ông Thụy hiện nay ở Hungary Nguyễn Hoàng Linh ấy. cháu ông Thụy đấy con ông thụy là cũng mẹ nguyễn hoàng linh là ở hungary đấy thì tôi nghĩ rằng là uh, khi mình viết hồi ký đó thì tốt nhất là cố gắng trung thực cái gì mình biết thì nói cái gì không biết thì bảo tôi nghe nói chứ còn nếu mà cứ khẳng định như, như thật thì cái đó là không nên uhm tuy uh, tuy thế thì phải nói rằng là ông ông trần đĩnh cũng viết được cái cuốn đó cũng là tốt nó nó mang lại một số cái hình ảnh thực của cái đời sống ở lớp trên tức là ở trên báo nhân dân đấy ừ. vâng nhân tiện nhà văn có nói đến câu chuyện liên quan tới cái khả năng sử dụng các cái ngoại ngữ các ngôn ngữ ừ. khác nhau của cố chủ tịch Hồ Chí Minh thì gần đây có một nhà nghiên cứu Việt Nam là ông Hoàng Chí Bảo ạ. Vâng, ừ. thì có nói về Tôi cái câu chuyện đó thì ừ. ông theo dõi ông có cái bình luận gì hay không? Tức là ông nói rằng là uh... Chủ tịch Hồ Chí Minh khi mà bên này lúc ấy gọi là Nguyễn Quốc ấy thì là tiếng Pháp rất là giỏi và ông có lần là gọi chữ Hán rất là giỏi và, và có lần ông đã uh, tận dụng cái đó đấy uh, để mà uh, gọi là đánh lừa Tây à như ừ. thế thì ông bình luận gì nào về cái chi tiết đó cũng khó nói cái các cái giáo sư ở Việt Nam mà như cái ông này đấy thì tôi chỉ có thể nói là họ là những cái người mà ai trao cho họ cái đó thôi nó giống như là một cái thứ mà bắt được giữa đường lắm mà chứ không có thật họ không phải là những người có học hoặc là uh, nói nhẹ đi là họ quá ít học họ không có biết rằng là ở nước pháp này cái nghiên cứu về hán văn nữa là còn hơn cả ở việt nam cứ thử vào Aix-en-Provence hoặc là các cái nghiên cứu các cái viện nghiên cứu của của, của Pháp đây xem họ nghiên cứu đến nơi đến chốn đừng có nói là ông Hồ Chí Minh giỏi đến mức là cả nước Pháp không ai biết tiếng Hán để ông có thể viết lên cái 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 bình cái lọ giả cổ mà viết lên cái hô hào độc lập với lại các thứ mà nó không đọc được cái ông giáo sư này chắc chắn là không bao giờ biết rằng là uh, có những các cái đồ cổ mà người ta uh, đem ra đấu giá, Thí dụ ở bài thì những cái người mà xem đồ cổ đó họ xem bằng kính lúp và có những chỗ họ xem bằng những kính hiển vi, ấy. đừng có nói là lừa được người ta. Nhưng mà thôi thì uh, ông ta nói thế thì ông ta cũng lừa được những những người mà dễ bị lừa chứ còn thì những người có học không ai tin và người ta chỉ cười thôi bởi vì đó là một cái người bịa đến cái mức mà tức là là, là, là vượt qua cái 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 sự tồi tệ của cái nghề bịa thôi cái hôm nay thì khó, khó nói quá <laughs> nhưng mà biết đâu mà giáo sư đó lại có thể có một cái nguồn nó có exclusive nào đó mà uh, mà chỉ đặc biệt ông đó có được và dựa trên cái đó thì cơ sở đó mới trình bày như vấn đề như vậy cái này thì tôi chịu chắc chắn rằng là là một là ông ấy nghe một cái bà uh, pháp nào nói thí dụ là có như thế mà từng có một cái cuộc tình gắn gũi với Hồ Chí Minh và bài ca Hồ Chí Minh lên như thế thì ông này coi đó là một nguồn chính thức thì tôi không hiểu được chứ còn thật ra thì như tôi ở đây tôi đã tiếp xúc với người Pháp thì tôi hiểu rằng là mình phải kính trọng cái sự nghiên cứu của họ nó hơn hẳn cái 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 phong thái nghiên cứu ở nhiều nước khác